Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ sự biến động của thị trường, nhưng quý 1 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Hải Dương ở xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ vẫn đạt sản lượng trên 70 tấn, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả này là do việc áp dụng các quy trình sản xuất sạch theo tiêu chuẩn OCOP 4 sao để tăng trưởng sành. Những ngày đầu thành lập năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn nấm Hải Dương gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh bởi chất lượng nấm chưa ổn định. Với phương châm khó khăn không bỏ, doanh nghiệp này đã tìm hướng đi mới, tiếp cận kỹ thuật sản xuất công nghệ cao, đầu tư hệ thống máy móc nhà xưởng phục vụ sơ chế, chế biến. Với quy trình khép kín từ khâu giống nguyên liệu, bịch phôi, nấm thành phẩm đến chế biến nấm ra các sản phẩm hàng hóa. Bốn sản phẩm nấm chủ lực là nấm đông trùng hạ thảo, nấm mỡ, nấm hương, nấm sò của công ty đã đạt thương hiệu OCOP 4 sao năm 2021 của tỉnh Hải Dương. Hiện tại bây giờ đây công ty chúng tôi là đang tuân thủ tất cả những khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật của Viện Di truyền Nông nghiệp. Mỗi một loại nấm thì có một cái giá thể riêng. Ví dụ như đông trùng hạ thảo thì giá thể bằng gạo lứt, nước cốt dừa, nhộng tằm, đỗ tương và một vài các vi lượng khác nữa. Thế thì còn các về cái nguyên liệu của nấm mỡ thì chủ yếu là rơm rạ và một số các thành phần, thí dụ như là cám ngô, cám gạo, hoặc là về thành phần của nấm sò chẳng hạn thì gồm có mùn cưa, rơm rạ và bông gòn. Sản xuất nấm sạch đạt tiêu chuẩn OCOP 4, giá bán mỗi kg tăng từ 10 đến 20 nghìn đồng, tương đương với mức tăng 10 đến 20% so với sản xuất thường. Không chỉ giá thành tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng được mở rộng. Năm 2021, công ty cung cấp ra thị trường 200 tấn nấm, dự kiến năm 2022 này sẽ cung cấp ra thị trường từ 250 đến 300 tấn nấm các loại, đặc biệt là sẽ xuất khẩu nấm ra nước ngoài. Hiện tại bây giờ là công ty đang có một kế hoạch là sẽ đầu tư ra một cái khu vực diện tích mới để đầu tư các trang thiết bị nhà xưởng hiện đại để nâng cao được cái hiệu suất, nâng cao được cái sản lượng và đảm bảo được các chất lượng. Thời gian tới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn nấm Hải Dương dự kiến đầu tư xây dựng nhà xưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang các nước EU theo lợi thế của Hiệp định EVFTA và tiếp tục gia tăng sản lượng đầu vào, mở rộng liên kết sản xuất để gia tăng ổn định nguồn nguyên liệu sạch, hướng tới chế biến sâu sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo.